Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một bộ sản phẩm rất là lạ, rất là độc mà tôi vừa sở hữu được. Như các bạn thấy thì đây chính là một cái hộp. Và bên trong cái hộp đó, nó sẽ chứa những gì? Thì chúng ta nhìn bên đây, What Inside, nó sẽ gồm những mẫu sản phẩm chứa ở bên trong. Và đây là một bộ sản phẩm thuộc về Contour Line nè các bạn. Và cái hãng này nó rất là lạ luôn. Nó sẽ có liên kết với lại Hasbro, vì Hasbro nắm cái bản quyền của Power Ranger rồi, cho nên nó sẽ có liên kết. Và đây là bộ sản phẩm được bán độc quyền ở trên GameStop. Tức là các bạn muốn mua cái bộ này, các bạn phải lại những cái cửa hàng hoặc là những cái website của GameStop thì các bạn mới mua được. Hoặc là các bạn mua qua trung gian thì khi đó giá của nó sẽ bị đội lên. Và bộ sản phẩm này nó được ra đời, được phát hành vào tháng 7/2019. Và cái giá mà tôi mua được là $40 đó các bạn, chưa thuế, chưa ship này nọ các kiểu nhé. Và bây giờ ok, không nhiều dài nữa, tôi sẽ khui ra để chúng ta tìm hiểu bên trong nó có những gì. Nó sẽ được phủ một cái lớp màn như thế này nè. Và chính vì cái lớp màn đó nó có thể phản chiếu được cái bóng hình của tôi, cho nên tôi buộc phải mặc áo nè các bạn. Thấy không? Chứ bình thường là tôi cởi trần đó nha. Rồi ok, rọc ra. Nó hoàn toàn là còn mới, tôi chưa có bóc ra luôn đó các bạn. Và bây giờ tôi mới bóc nè. Và rồi, tiếp tục mở thôi. Và các bạn thấy cái bộ sản phẩm của chúng ta đây. Tôi sẽ lấy từ từ ra các bạn nhé. Chúng ta thấy trước tiên là một con minifigure như thế này rồi. Và ok, mở ra nhé. Và chúng ta sẽ có một con figure. Các bạn thấy nó giống cái con nào không? Rất là giống cái con. Nó giống như một bộ sản phẩm tôi đã từng giới thiệu đó các bạn. Và chúng ta sẽ có cái thanh dagger như thế này nè. Mở ra. Và chán lắm các bạn, sơn thiếu màu. Đáng lẽ màu xanh lá mới đúng, này nó sơn màu trắng và màu vàng thôi, thiếu màu rồi. Và chúng ta sẽ có một cái đế, một cái standby, là cái logo của Dagon. Và chúng ta sẽ ghim vào nhé, cho nó đứng vững. Đây, như thế này. Còn cái thanh dagger này thì chúng ta để cho nó cầm trên tay. Đây, như thế. Thì cái mẫu figure này cũng đẹp, nhưng theo đánh giá cá nhân của tôi thì không bằng cái mẫu sản phẩm kia các bạn à. Sơn nó bị lem luốt nhiều nè, nó không bằng của Bandai. Phong dáng thì ok, nhưng màu sắc sơn này nọ thì không thể nào bằng được. Rồi ok, chúng ta qua cái mẫu sản phẩm này nhé. Tiếp đến là chúng ta sẽ có một cái cuộn này. Nó là cái gì đây? À, đây là cái thước, cái vòng đeo tay đó các bạn. Để tôi mở ra nhé. Một cây, hai cây. Ồ, cái này thì nó lại được bọc bởi một cái bọc nữa. Chỉ là như vậy nè. Và cái hình này, tức là cái thước ở bên trong á, cái vòng bên trong nó là bằng sắt và nó được bọc một cái lớp giấy bên ngoài thôi, chứ nó không phải là nó in lên các bạn nhé. Rồi, bộ thứ hai của chúng ta đã xong. Và tiếp đến là mẫu sản phẩm nào đây? Nó tặng kèm cho chúng ta khá nhiều. Đây. À, này không có gì cả. Chúng ta sẽ mở ra. Đây là những cái huy hiệu của những cái linh thú nè, như cầm thanh kiếm nè, voi nè, tam giác long nè, giật long nè, và khủng long bộ chúa, 5 miếng. Và nó bằng cái kiểu như là bằng gỗ đó các bạn, gỗ ép á, bằng ván ép, gỗ ép á. Thì tôi nghĩ cái này là dùng để làm cái đồ lót ly đó các bạn. 5 bộ, 5 miếng như thế này. Rồi ok, chúng ta sẽ để qua một bên. Tiếp đến là cái này. Cái này là cái gì đây? À, đây là cái ly các bạn nhé. Chúng ta sẽ mở ra để xem bên trong. Nói chung cái bộ sản phẩm này là một dạng collection box. Tức là nếu như chúng ta mua, chúng ta thích Power Ranger thì chúng ta sẽ mua cái này. Nó sẽ gồm những sản phẩm kèm theo, giống như dành cho fan cứng vậy đó các bạn. Đây cái ly.
cái ly có in hình xi nhân đỏ như thế này để sưu tập thôi các bạn, chứ mà lấy mấy cái ly để uống nước thì nó uổng quá. Rồi ok, xong bộ sản phẩm, xong cái ly nhé, để qua một bên. Và tiếp đến, đây là cái gì đây? Đây là một cái túi, nó có chán bạc. Vậy là cái túi này nó có chức năng là giữ nhiệt đó các bạn, đựng đồ ăn hay là đựng thức uống gì đó cũng được. Chúng ta sẽ bỏ vào đây. Và tất nhiên rằng đối với fan thì ai mà nỡ lấy mấy cái này ra sử dụng, đúng không các bạn? Vì nếu sử dụng thường xuyên thì nó sẽ dễ bị hư, cho nên chỉ để sưu tập là chính thôi. Và tiếp đến, đây là cái gì đây? Có vẻ như đây là một cái miếng dán các bạn à. Một cái miếng dán, một cái sticker thôi. Rồi ok. Còn đây là cái túi hút ẩm, chúng ta không cần nói rồi. Và đây là hình của Alpha 5, Alpha 5 đó các bạn. Và đây chính là cái đồ khui bia. Đây, khui nước ngọt, khui bia các kiểu. Cũng để sưu tập thôi, chứ không có dùng đâu các bạn. Để chống hợp như thế là được rồi. Và chúng ta sẽ có một cái card, membership card. Và chúng ta đề tên chúng ta vào. Không biết nó có chức năng công nhận gì hay không ta. Còn đây, món cuối cùng của chúng ta, để mở ra xem nhé. Một cuốn notebook. Và chúng ta sẽ có một cây bút. 1, 2, 3, 4, 5, 6 màu. 6 màu tượng trưng cho 6 siêu nhân của chúng ta. Xanh nè, đỏ, xanh lá nè, vàng nè, tím nè, đen nè. Không có màu hồng cho nên thay vào màu tím đó các bạn. Rồi, còn cái cuốn này là cái gì? Wow, khá đẹp các bạn. Cái hình này là cái hình đổi. Nó đổi hình khi mà chúng ta đổi cái góc nhìn nè. Từ 5 chiến binh sẽ chuyển thành 5 cái cỗ máy. Các bạn thấy không? Đó. Đó. Và chúng ta mở ra. Thì bên trong cái cuốn notebook này, nó cũng không có cái gì đặc biệt cả. Nó chỉ có ở mỗi trang là có cái tia chớp như thế này thôi. Vậy là tôi đã khui ra và giới thiệu đến các bạn những thứ có ở trong cái hộp này. Và cái mà đáng giá nhất chính là cái con figure này đây. Đáng giá nhất là con này. Còn lại thì mấy cái kia hay thua. Và tôi thấy rằng $40 để sở hữu tất cả những thứ này thì nó hơi bị phí đó các bạn. Ok, clip đến đây là kết thúc. Các bạn có ý kiến gì thì hãy comment chia sẻ ở bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.